Man City bước vào chiến dịch FIFA Club World Cup sau chuỗi trận nghèo nàn tại ngoại Anh. Nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã cho thấy đẳng cấp vượt trội của mình so với những nhà vô địch của các châu lục khác. Sau khi giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Uruguay ở trận bán kết, Man City tiếp tục thất bại Fluminense trong trận chung kết để lần đầu tiên lên đỉnh thế giới. Trong đội hình của câu lạc bộ này có Marcelo, người đang rất háo hức trở thành cầu thủ vô địch FIFA Club World Cup nhiều nhất lịch sử. Tiếc rằng, cựu hậu vệ Real Madrid đã không thể hoàn thành tâm nguyện, bởi lẽ sức mạnh của đôi bên quá chênh lệch. Bàn mở tỷ số ngay giây 40 của Julian Alvarez giúp Man City dễ đá và kiểm soát trận đấu từ đầu đến cuối. Dù vắng những trụ cột trên hàng công như Erling Haaland, Kevin De Bruyne hay Jeremy Doku, đại diện Anh vẫn tỏ ra vượt trội đối thủ Nam Mỹ. Chiến thắng 4-0 tại sân King Abdullah Sport giúp Man City trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành 5 danh hiệu trong một năm dương lịch. Thầy trò Pep Guardiola cũng nối dài mạch vô địch của các câu lạc bộ châu Âu tại FIFA Club World Cup lên con số 11. Tràn lên ngay sau khai cuộc, Man City sớm có được bàn thắng từ đường chuyền lỗi của hậu vệ Kiki Marcelo. Sau khi Nathan Ake sút bóng trúng cột dọc, Julian Alvarez có mặt kịp thời dứt điểm bằng ngực vào lưới trống. Fluminense cố gắng vùng lên sau khi thủng lưới, nhưng khoảng cách trình độ khiến đại diện Nam Mỹ tấn công không hiệu quả. Những gì mà họ làm được chỉ là các cú sút xa không gây nguy hiểm lên khung thành của Ederson. Khi chưa tìm thấy phương án xuyên thủng mảnh lưới Man City, Fluminense đã phải nhận bàn thua thứ hai từ một lỗi của hàng thủ ở phút 27. Từ quả căng ngang của Phil Foden, Nino lăn xa cản phá nhưng vô tình khiến trái bóng đi vào lưới nhà. Huấn luyện viên Pep Guardiola trước trận đánh giá cao lối chơi ban bật có nhịp của Fluminense, nhưng đại diện Nam Mỹ không trình diễn được thứ bóng đá đó trước đối thủ quá mạnh. Phải đến cuối hiệp 1, Fluminense mới khiến cho Ederson phải trổ tài từ một quả đánh đầu của John Arias. Sự nôn nóng và bất lực khiến cho đội bóng Nam Mỹ đa dán hơn trong hiệp 2, trong khi Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Đến giữa hiệp, đại diện Anh có bàn thắng thứ 3 cũng bắt nguồn từ đường chuyền hỏng của đối thủ. Alvarez thoát xuống, căng ngang cho Foden đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0. Man City cũng chỉ vui được 2 phút bởi tiền vệ trụ cột Rory phải rời sân vì chấn thương sau pha vào bóng bằng gầm dây của Alexander. Rory sau đó vẫn di chuyển được lên bục để nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất FIFA Club World Cup. Nhờ Rory và hàng thủ chắc chắn, Man City không thủng lưới bàn nào tại giải. Họ ghi 7 bàn qua 2 trận, trong đó bàn cuối cùng do công của Alvarez, người chơi hay nhất trận chung kết. Nhận bóng trong vòng cấm, tiền đạo Argentina loại bỏ hậu vệ đối phương rồi dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ thành Fabio để ấn định chiến thắng 4-0. Man City lần đầu giành chức vô địch FIFA Club World Cup, danh hiệu mà huấn luyện viên Guardiola mô tả rằng có thể chỉ đến một lần trong đời. Thực tế, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã 4 lần vô địch giải đấu này, trong đó có 2 lần cùng Barca và 1 lần cùng Bayern. Từ năm 2025, việc lên ngôi tại giải sẽ khó khăn hơn với thể thức gồm 32 đội tham dự. Nhưng có lẽ đó chỉ là những lời khiêm tốn của Pep mà thôi. Bởi ngày nào còn vị huấn luyện viên tài năng này, Man City sẽ chẳng ngán bất cứ đối thủ nào ngoài chính họ. Dưới trướng Guardiola, Man City giành 16 danh hiệu trong 7 năm. Tính riêng trong năm 2023, họ đăng quang ở 5 đấu trường, gồm ngoại hạng Anh, Champions League, Cúp FA, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Chưa hết, Man City còn là tập thể kết hợp hoàn hảo giữa các ngôi sao hàng đầu thế giới và những con người trưởng thành từ lò đào tạo câu lạc bộ. Hãy nhìn những Phil Foden nhảy múa trước hàng phòng ngự Fluminense để hiểu được điều mà chúng tôi nói. Trước đây, người ta chỉ thán phục kỹ thuật cá nhân một cầu thủ Brazil. Nhưng giờ nhìn đội bóng Brazil chính gốc này đã không khác gì một câu lạc bộ châu Âu. Ở đây đâu chỉ là vấn đề chênh lệch đẳng cấp. Trước kia, Santos yếu hơn hẳn Barca, nhưng khi đụng độ ở FIFA Club World Cup, các cầu thủ của đội bóng này vẫn quẩy skill bình thường. Còn ở trận đấu dạng sáng này, Foden đã cho Brazil biết thế nào mới là múa. Với bàn thắng vượt lưới Fluminense, Foden trở thành cầu thủ Anh đầu tiên ghi bàn trong trận chung kết FIFA Club World Cup kể từ sau Wayne Rooney vào năm 2008. Tại FIFA Club World Cup 2008, Rooney ghi bàn duy nhất giúp MU hạ gục LDU Quito để lên ngôi vô địch. Rico Lewis cũng tràn đầy tự tin với kỹ năng ở tuổi 19. Đây là niềm tự hào của bóng đá Anh mà Man City góp phần xây dựng. Các cầu thủ Fluminense đã không chịu nổi tốc độ và cường độ của Man City. Thứ bóng đá tự do của Fernando Diniz đã bị vùi dập dễ dàng trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp. Hậu vệ Kiki Kai Walker khẳng định những gì Man City làm được là rất khó. Chúng tôi đã thể hiện trong 12 tháng qua rằng chúng tôi là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Những kết quả đã chứng minh điều đó và sự ổn định mà chúng tôi tạo ra thật tuyệt vời. Giành 5 danh hiệu này với tôi là 5 danh hiệu cao quý nhất, thật phi thường. Tôi rất tự hào khi được là một phần của điều này và tôi có thể nói rằng tôi vinh dự khi được chơi cùng những cầu thủ này. Tôi không thể đòi hỏi những đồng đội tốt hơn. Nhưng không chỉ các cầu thủ tỏa sáng, đội ngũ phía sau các cầu thủ ở Man City cũng là tốt nhất. Tôi muốn cảm ơn và dành sự ghi nhận cho tất cả mọi người làm việc ở Man City mỗi ngày và giúp chúng tôi trở thành phiên bản tốt nhất có thể. Chất lượng bóng đá ở khắp nơi trên thế giới lúc này rất đáng sợ, vô cùng khó để chiến thắng một cách ổn định. Vậy nên,
Đức được ở đây hôm nay sau khi vô địch Premier League, FA Cup, Champions League, Siêu cúp châu Âu và Club World Cup là điều thật đặc biệt và là một thành tựu phi thường. Đây là năm tốt nhất tôi từng có trong bóng đá và là năm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Nhìn chung cả thế giới đã phải cúi đầu trước quyền lực mạnh nhất hiện tại, đó chính là Man City của năm 2023. Họ đã khép lại năm nay với thành tích ấn tượng nhất có thể, nhưng với một huấn luyện viên nhìn xa trông rộng như Pep, ông sẽ không để mình thư giãn quá lâu. Nếu gạt sang một bên vinh quang của chức vô địch FIFA Club World Cup, Man City đã có một chuyến hành trình dài đáng sợ với 6.200 dặm cả đi lẫn về, với 2 trận đấu chỉ trong vòng 3 ngày, và họ cũng chỉ có 4 ngày nghỉ trước chuyến làm khách tới Everton, đội bóng thuộc vòng 19 Premier League. Khó khăn lúc này mới thực sự bắt đầu với câu lạc bộ số 1 thế giới, và thể lực là bài toán nan giải. Pep Guardiola sẽ phải lo lắng về Rodri sau khi anh dính chấn thương vào cuối trận. Tuyển thủ Tây Ban Nha đã ngã xuống sân trong đau đớn sau một pha phạm lỗi đến từ cầu thủ Alexander của Fluminense. Rory sau đó đã cố gắng tiếp tục nhưng không kéo dài được lâu và Pep quyết định không mạo hiểm với con át chủ bài và sớm thay tiền vệ này ra khỏi sân. Động thái thay người rõ ràng là mang tính chất phòng ngừa chấn thương nghiêm trọng đối với Rory vì The Citizen đã dẫn trước với tỷ số 3-0 ở thời điểm đó. Sau khi kết thúc trận đấu, Rory đã được trao cúp quả bóng vàng, giải thưởng trao cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Đáng chú ý, Man City đã thua cả 3 trận khi Rory vắng mặt vì án treo giò hồi đầu mùa giải này và Pep rất muốn có cầu thủ người Tây Ban Nha trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Rory khẳng định mình là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của Man City sau một loạt các màn trình diễn xuất sắc kể từ khi ký hợp đồng vào năm 2019. Anh ghi bàn quyết định trong trận chung kết Champions League của Man City mùa trước và chứng tỏ vai trò không thể thay thế trong quân bài lịch sử. Phần lớn thành công của câu lạc bộ đến từ sự xuất hiện của Rory khi đội bóng của Pep Guardiola bất bại trong 47 lần gần nhất ra sân khi anh thi đấu. Nếu Rory chấn thương nghỉ lâu sẽ là cơn đau đầu rất lớn, nhưng niềm an ủi của Pep là Kevin De Bruyne và Erling Haaland đã chính thức quay trở lại để tiếp tục cùng ông thầy làm những điều thần kỳ mới. Một cú ăn ba nữa, tại sao lại không nhỉ?